Xin chào tất cả mọi người nha. Chào toàn thể bà con trong những ngày Tết đầu xuân năm mới. Và hôm nay cũng là ngày mùng 9, cũng là cuối tháng 1, ngày 30 tháng 1 là cuối tháng 1 rồi. Hôm nay là cũng là mùng 9 Tết đấy. Thì kính chúc toàn thể bà con cùng tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và thành công trong một năm mới, gặp nhiều may mắn. Thì hôm nay mình cũng tiện thể đi cắt cỏ, đi qua hàng xóm, nói chung là qua hàng xóm đẩy chơi. Thì mà cũng quay một cái vườn cà dây ghép cải tạo gốc Ecamat, gốc thường Ecamat nhá. Đây là gốc thường ghép mà hiện tại đến thời điểm hôm nay là 2 năm. Mùa nắng đây hiện tại là 2 năm này. Và cái số lượng gian canh đã cho cái lượng trái để năm sau là một cây này khoảng tầm 25 đến 30 kg rồi. Nói chung là tầm từ 20 đến 25 30 kg tùy theo cây. Nói chung là cũng không được đều. Vừa là phần đá là đều đâu. Nhưng mà cái lượng canh như thế này thì so với sản lượng cà giấy thì có thể chúng ta có thể đoán được cái sản lượng để cho mùa vụ năm nay thu hoạch thì khoảng tầm đó. Và cái thời điểm năm nay cũng do thời tiết thay đổi nên cũng có một số lượng cái hoa đã lộ rồi. Đã lộ nhưng mà cũng một phần nó cũng đầu và một phần mà nó cũng bị thổi phân ít, bởi vì thời tiết nó mưa kéo dài và đến khi lộ bông nó cũng bị dịch mưa thì cũng bị ảnh hưởng một chút. Đây một số ảnh hưởng này, một số nở rất đẹp nhưng một số ảnh hưởng đây là những cái búp mà nó thổi luôn, nó thổi luôn. Nhưng mà cái thời điểm này thì bắt đầu thấy nặng ráo lên á, thì thấy cái lượng búp để cho lượng hoa đợt này thấy rất đều, nó từ trong ra ngoài 10 đến 15 chùm, gọi là chùm hoa, thì nó thấy rất đều. Và thời điểm này mà nặng ẩm lên khoảng 10 ngày đến 15 ngày nữa thì có khả năng là tất cả các bà con bắt đầu vào mùa tưới, gọi là châm nước vào để cho cái bông hoa cà được nở đều hơn. Đây phần đá là vườn này là ghép cải tạo 1.000 cây. Ghép cải tạo 1.000 cây sẽ rất đẹp. Cái dàn cành nó chia rất đều. Với cái dàn cành năm nay mà cái cành tắm nó cũng ra, bắt đầu năm nay mà nó cũng ra rồi này. Nó chia cành đó nha. Đó, cả dây lạ nó to đều. Thì sản lượng sẽ đạt năng suất. Và bởi vườn này thường trước đầu tháng 10, cuối tháng 11 đã cũng những cuộc sâu mọt cành. Nên hiện tại giờ không có một cành nhá, thấy rất đẹp. Thì tất cả các bà con đã làm cà dây thì cũng đã biết cái giống cà dây nó năng suất như thế nào. Còn tất cả các vùng như Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng thì chưa biết đến cà dây thì cũng nên tìm hiểu và thử nghiệm tại trên vùng đất của mình để cho tạo năng suất cho cái vườn cà của mình nhé. Đây. Thì tất cả các cái dòng cà giấy á, thì tất cả các cái dòng cà giấy mà người ta dòng cà để chọn năng suất đó là cũng có rất nhiều dòng cà tùy theo từng vùng. Thì ở hiện tại thì vùng Đắc Minh của mình đây thì người ta cũng đang chuộng cà giấy và cà 138, gọi là những cái giống mà
mang lại hiệu quả năng suất và lợi công cho tất cả bà con. Thì hầu như mấy năm trở đây thì tất cả các bà con ghép gốc thường cũng như gốc mít tùy theo từng cái vùng đất, mỗi ăn hay không mỗi ăn thì ghép lại cải tạo lại. Còn có những cái giống cà như xanh luôn, thiền trường thì cũng năng suất, nhưng mà tất cả các bà con ở vùng Bắc Minh này hầu như đã không chọn những cái giống đó nữa, bởi vì những cái giống đó cũng năng suất nhưng mà thời điểm sau về sau nó kéo dài về sau thì lại không cho năng suất và nó giảm sản lượng, nó bởi vì nó quá nhiều trái trong vài năm đầu và về sau nó bị rạc đi. Còn cái cà giống cà dây cũng như cà 138 á, nó năng suất sẽ kéo dài đều, cực kỳ đều luôn. Nói chung là năng suất về sau thì nó rất đều. Và khi mấy năm đầu nó lượng cành nó đã chia đều rồi, còn về sau kể cả nó nhiều trái, những cái gian cành nó cho ăn trái năm nay nhưng năm sau nó cũng rất đều. Đây, tôi quay đều 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 vậy như vậy ở tại vườn của một anh ở trong rẫy của mình. Hiện tại ở vùng Đắk Minh của mình á, thì cũng đang thử nghiệm, tất có một số người trồng giống cà lá xoài chín đỏ đều. Trước mình có quay một vài video cho tất cả các bà con xem đấy. Thì giống cà đỏ thì hiện tại năm nay mình thấy cũng rất năng suất, nhưng mà về sau như thế nào thì vừa rồi mình cũng có thử làm ra tỷ lệ nhân, cái nhân ấy, nhân đạt thành là 4 kg là tươi là được 1 kg nhân. Thì thời điểm đó cũng có mưa nên mình cũng không biết cái thời điểm mà khô mưa thì không dịch đến nước á thì nó sẽ như thế nào mình cũng không rõ. Đây là vườn cà này ghép cải tạo và hiện tại cũng trồng một số cây mắc cà xen giữa nhá. Cà dây nếu mà trồng mắc cà rồi tất cả các cái giống cây khác thì vẫn rất ok, bởi vì thì dòng cà dây thì nó sẽ không bị giao cành giống như tất cả các cái dòng cà khác. Hiện ra mấy năm nay thì nếu mà trồng bơ bụt đó lại xuất hiện một số cái bệnh như rầy rệp, làm nó cực kỳ, nó ăn cực kỳ mạnh luôn. Như cây bơ bụt này nó ăn ghê gớm luôn, gọi là chẳng thuốc xịt thì chẳng bao giờ lại được. Rõ ra những con rầy con rệp mà nó phủ như thế này thì mà cũng rất may là nó ăn ở trên cây bơ nhưng nó không tấn công trên cây cà. Những cây cà xung quanh đây nó không bị tấn công nhá. Nếu mà tấn công thì chắc bị những cái cây cà này nó cũng gọi là cũng không làm cà, cũng không có lợi nhuận gì nữa đâu. Đây, đấy những cây bơ từ đây nhưng mà cây cà phía dưới hiện tại thì nó không bị sao hết, nó không bị ảnh hưởng. Rất may là cái dòng bệnh, những cái con rầy rệp mà sâu bệnh này nó không tấn công đến những cây cà, cũng rất may mắn cho bà con. Nhưng mà hiện tại cây bơ này thì sẽ không bao giờ phục hồi được, bởi vì nếu mà xịt thuốc cây theo cũng rất khó khăn. Đấy, nhìn chung tôi quay chung như vậy đó tất cả các bà con ở vùng khác tham khảo. Con hiện tại thì ở vùng Đắk Minh và của Đắk Lắk một số người đã trồng đến cà giấy rồi, biết đến cà giấy rồi. Nhưng mà hiện tại thì Gia Lai Kon Tum tất cả Lâm Đồng thì cái trồng cà giấy này còn ít.
bởi vì đến đó thường thường thấy giống thuyền trường, rồi có một số người nói là trồng giống thuyền trường và trồng giống thực sinh chứ không phải trồng giống ghép giống như Đắc Minh. Đắc Minh là phần đa giờ hiện tại là giống Đắc Minh, Đắk Nông phần đa là giống giống ghép đấy, ghép cải tạo rồi ghép gốc vịt rồi ghép gốc thường, thì tất cả các cái giống nó mang lợi nhuận cho bà con. Và mình cũng quay đây là video đầu tiên của năm 2023, là hôm nay là mùng 9 Tết, thì cũng xin chúc tất cả bà con cùng tất cả mọi người làm nông nghiệp được an khang thịnh vượng, làm được thành công và có những cái dòng nào giống ca nào mới hơn thì cũng để bình luận nhé, để cho bà con cùng tham khảo. Và cách làm ca hiệu quả và năng suất nhất thì những bà con nào đã làm rất là thành công thì cũng để lại bình luận và để quay lại những cái video khoảnh khắc thật đẹp trên nông nghiệp, để cho bà con tất cả các tỉnh làm nông nghiệp như làm cà phê được tham khảo nhé. Cầu mong là năm nay mưa thuận gió hòa. Mưa thuận gió hòa thì tất cả các cái nông nghiệp của mình thắng lợi và thành công hơn. Kính chúc tất cả bà con mình, tất cả mọi người một năm khi nền công nông nghiệp vừa được giá và được mua thành công trong mọi lĩnh vực, gọi là giờ gặp thuận tiện, thời tiết thuận tiện. Năm nay cái vùng đất bên này nó cũng chưa được, thời tiết nó thay đổi lạnh hơn, và đến thời điểm này là cũng chưa phải tưới, bởi vì cái lượng trời cái thời tiết nó còn lạnh buốt. Cái lượng hoa như năm nay mà chuẩn bị khoảng 10 ngày 15 ngày nữa mà trời thời tiết nắng thì tất cả các bà con bắt đầu đi tưới rồi. Rồi vậy mình hôm nay cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người đã qua video này cũng như đã xem video trên kênh Nhịp Sống Nông Dân thì cũng nhớ gọi là ủng hộ cho mình và like cho mình, cũng như chia sẻ cho mọi người biết thêm nhiều cái giọng ca, và để lại bình luận cho mình nếu mà làm video không được phù hợp lắm thì tất cả mọi người cũng để lại bình luận cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trên những video tiếp theo. Mình chúc tất cả bà con cùng tất cả mọi người một ngày được bình an và mạnh khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.